chương trình phát thanh của đài truyền thanh truyền hình Yên Thành. Chương trình phát thanh của đài truyền thanh truyền hình Yên Thành. Xin kính chào quý vị bà con và các bạn, mời quý vị bà con và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của đài Yên Thành phát trên sóng FM tần số 92,8 MHz và phát lại qua cổng thông tin điện tử Yên Thành. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung trình sau. Lãnh đạo huyện Yên Thành dân hoa báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh cách làm hay ở Yên Thành để tránh bảo kê máy gặt, đẩy nhanh tiến độ ra mạ sản xuất vụ hè thu năm 2022. Và một số tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn huyện, bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, bà con và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, sáng ngày 19 tháng 5, đoàn đại biểu huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc cùng đại diện các ban ngành đoàn thể huyện Yên Thành do đồng chí Nguyễn Quý Linh, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện dẫn đầu đã đến dân hoa, dân hương, báo công với bác tại khu di tích nhà lưu niệm Bắc Hồ tại xã Vĩnh Thành. Trước anh linh của người, các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Thành đã thành kính dâng lên lãng hoa tươi thắm và những nén hương thơm tri ân tưởng nhớ công lao trời biển của chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất đồng thời báo cáo với bác về thành quả về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh mà huyện nhà đã đạt được. Mặc dù ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhưng phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Yên Thành đã đồng lòng đoàn kết, chung sức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tốc độ tăng trưởng bình quân từ 9 đến 10% trên năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng trên người trên năm, v.v. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên với nhiều hoạt động thiết thực, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã có sức lan tỏa và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phần đầu đến cuối năm 2022 có 12 xã được ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thành mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nguyện hứa tiếp tục khắc ghi lời dạy của bác quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Thưa quý vị bà con và các bạn, nhằm đảm bảo quyền lợi cho bà con nông dân, tránh tình trạng mất an ninh trật tự trong quá trình thu hoạch lúa, các địa phương trên địa bàn huyện Lúa Yên Thành đã có nhiều giải pháp quản lý dịch vụ máy gặt một cách chặt chẽ, với các chủ máy, sau đây là ghi nhận của phóng viên báo Nghệ An. Trước đây, cứ đến vụ thu hoạch lúa thường xảy ra tình trạng các chủ máy tranh giành nhau địa bàn hoạt động, nạn bảo kê máy gặt gây bất an ninh trật tự. Cùng với đó, bà con nông dân bức xúc bởi giá cả không đồng nhất và không thu hoạch hết diện tích lúa cho bà con. Trước thực trạng đó, trước khi bước vào thu hoạch lúa vụ xuân, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành đã chỉ đạo các địa phương có phương án quản lý máy gặt chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền lợi cả đôi bên là nông dân và chủ máy. Xã Trung Thành là địa phương có hơn 400 hecta lúa vụ xuân. Những ngày trung tuần tháng 5 này, bà con nông dân bắt đầu đồng loạt thu hoạch với niềm vui được mùa. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trung Thành, để đảm bảo quyền lợi cho bà con nông dân và chủ máy gặt, trước khi bước vào vụ thu hoạch lúa, xã chỉ đạo hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thông báo đến toàn thể người dân vì việc đăng ký làm dịch vụ máy gặt lúa, căn cứ vào diện tích lúa hiện có, hợp tác xã đã thống nhất đưa 12 máy gặt vào phục vụ bà con nông dân suốt cả vụ. Theo đó, các chủ máy ký cam kết với chính quyền phục vụ bà con nông dân đến nơi đến chốn, khi nào thu hoạch hết lúa mới được rút máy. Đặc biệt, giá dịch vụ máy gặt cũng được các bên bàn bạc thống nhất với ba mức giá khác nhau. Theo đó, đối với vùng đồng sâu sục bùn, thu với giá 220.000 đến 240.000 đồng trên sào. Vùng ruộng mưng thu với giá 180 đến 220.000 đồng trên sào. Vùng ruộng nông thu với giá 160 đến 180.000 đồng trên sào. Với giá dịch vụ này là cao hơn các năm trước từ 10 đến 15% bởi giá dầu năm nay tăng cao, bà con nông dân cũng đã chấp nhận. Trong quá trình thu hoạch, nếu chủ máy nào không thực hiện đúng như cam kết thì công an xã sẽ có biện pháp xử lý theo quy định. Tương tự như vậy, xã Bắc Thành hợp đồng 13 máy gặt về phục vụ bà con thu hoạch lúa trong vụ xuân này. Xã giao cho hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xây dựng kế hoạch. Theo đó, mức giá đã thống nhất, đồng sâu 190.000 đồng trên sào, đồng cao 180.000 đồng trên sào. Để có sự ràng buộc của chủ máy gặt trước khi hoạt động dịch vụ thu hoạch lúa trên địa bàn xã, mỗi máy nộp tiền cọc cho hợp tác xã 2 triệu đồng. Sau khi thu hoạch xong, nếu chủ máy thực hiện đúng như cam kết thì xã trả lại toàn bộ số tiền cho chủ máy. Xã Lăng Thành là địa phương có nhiều chân ruộng sản xuất lúa, sâu sục, bậc thang. Vì vậy, vụ xuân này chính quyền địa phương cũng giao cho hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ máy để phục vụ bà con một cách công bằng. Do đặc thù đồng ruộng của địa phương nên hợp tác xã đã hợp đồng 15 máy gặt về phục vụ bà con trong vụ xuân này. Khác với các năm trước, vụ xuân này bà con nông dân yên tâm hơn bởi hợp tác xã thành lập ban chỉ đạo thu hoạch lúa giao cho các thành viên phụ trách từng xứ đồng để trực tiếp chỉ đạo máy gặt đảm bảo 100% diện tích được thu hoạch bằng máy và giá dịch vụ được thu theo quy định. Tuy nhiên có một số diện tích bất khả kháng, máy không thể vào được thì hợp tác xã lập biên bản thống nhất để gia đình tự thu hoạch. Theo quy định trước khi vào hoạt động, do hầu hết chủ máy là người ngoài địa phương nên đều phải thực hiện việc tạm trú tạm vắng với công an xã. Cùng với đó, mỗi chủ máy trước khi vào hoạt động dịch vụ máy gặt còn phải nộp tiền cọc cho hợp tác xã 5 triệu đồng. Sau khi thu hoạch xong, hợp tác xã sẽ nghiệm thu hợp đồng, nếu đảm bảo toàn bộ quy trình thu hoạch như cam kết thì trả lại toàn bộ tiền cọc cho chủ máy. Theo ý kiến của đại diện người dân với các chủ máy và hợp tác xã đã thống nhất các mức giá vùng sâu sục ở khu vực vách bắc trở xuống thu với giá từ 200 đến 220.000 đồng trên sào. Vùng đồng cao như xóm Đồng Bàn thu với giá 150.000 đồng trên sào. Vùng ruộng bậc thang ở xóm Phú Sơn là 160.000 đồng trên sào. Trong quá trình thu hoạch, hợp tác xã giao nhiệm vụ cho các thành viên trực tiếp chỉ đạo khâu thu hoạch nhằm phục vụ bà con một cách tốt nhất. Hầu hết các chủ máy gặt lúa và bà con nông dân đều cho rằng năm nay địa phương quản lý máy một cách cụ thể chặt chẽ nên rất hài lòng. Mặc dù có cao hơn các năm trước nhưng bà con vẫn chấp nhận vì giá dầu tăng. Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành cho biết, ngay trước khi bước vào vụ thu hoạch lúa vụ xuân, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổ chức kêu gọi máy gặt về địa phương với số lượng phù hợp nhằm tránh hiện tượng tranh giành trong quá trình thu hoạch cũng như ép giá. Theo đó, các xã phải phân vùng theo khu vực đồng ruộng nhằm thuận lợi cho máy hoạt động và thu hoạch không bỏ diện tích. Bên cạnh đó, giao cho công an xã nắm bắt tình hình thu hoạch trên địa phương cho máy vào hoạt động thuận lợi nhất và không để hiện tượng bảo kê máy gặt trong quá trình thu hoạch lúa dẫn đến chậm thời vụ của nông dân. Trong quá trình thu hoạch, hợp tác xã và công an xã phải giám sát giá cả, tình trạng đẩy giá lên cao cao và ép giá người dân. Tuy nhiên, mức giá dịch vụ thu hoạch lúa phụ thuộc cụ thể của từng địa phương nhằm đảm bảo quyền lợi cho bà con nông dân và chủ máy trong điều kiện giá dầu tăng cao. Vụ xuân này, huyện Yên Thành gieo cấy gần 13.000 hecta lúa. Từ trung tuần tháng 5, bà con nông dân đã ra đồng thu hoạch lúa. Mặc dù năm nay thời tiết không thuận lợi trong quá trình chăm sóc, nhưng lúa vẫn đạt năng suất cao, nhiều nơi đạt trên 75 tạ trên hecta. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được hơn 5.000 hecta diện tích lúa vụ xuân năm 2022. Qua kiểm tra ở một số địa phương, mặc dù đã thu hoạch gần xong lúa vụ xuân, nhưng nhìn chung tiến độ triển khai ra mạng sản xuất vụ hè thu còn chậm. Để sản xuất vụ hè thu khép kín diện tích, đảm bảo lịch thời vụ, đạt năng suất, sản lượng theo kế hoạch và thu hoạch trước mùa mưa lũ, Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các phòng ban ngành liên quan tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa trong thu hoạch lúa vụ xuân và giải phóng đất để gieo trồng vụ hè thu. Tập trung chỉ đạo người dân tiến hành ra mạ để đảm bảo sản xuất hè thu kịp lịch thời vụ. Do đó, thu hoạch lúa vụ xuân đến đâu, tiến hành làm đất để chuẩn bị gieo trồng vụ hè thu đến đó. Kết hợp sử dụng các chế phẩm văn hụy rơm rạ nhanh, chế phẩm vi sinh. Xử lý trước cây đất nhằm hạn chế ngộ độc cho cây lúa. Chuẩn bị đầy đủ về số lượng chất lượng về vật tư phân bón và cơ cấu giống lúa phù hợp cho từng xứ đồng của các địa phương. Trên cơ sở chỉ tiêu diện tích huyện giao, tổ chức gieo mạ, để đảm bảo đủ mạ gieo cấy khép kín diện tích sản xuất vụ hè thu, ra soát những diện tích người dân có khả năng không gieo cấy vụ hè thu, tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức sản xuất khép kín diện tích, Trường hợp người dân không có nhu cầu sản xuất thì kêu gọi, vận động các doanh nghiệp tổ chức cá nhân có nhu cầu vào liên kết hoặc mượn ruộng sản xuất không để ruộng bỏ hoang. Để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, nước sạch và vệ sinh môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, về việc hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, huyện Yên Thành đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức và hành động của mọi người tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường, tập trung thực hiện tốt có hiệu quả tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, đồng thời duy trì các hoạt động để hưởng ứng ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6 năm 2022. Theo đó, mỗi đơn vị lựa chọn và chỉ đạo thực hiện bằng một số nội dung cụ thể tại những nơi bức xúc về nước sạch và vệ sinh môi trường tổ chức lao động duy tu sửa chữa và xây dựng mới các công trình nước sạch thu gom và xử lý rác thải khơi thông cống rãnh vân vân ở những nơi công cộng chợ đường làng khu dân cư ủy ban nhân dân huyện cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng ngành tổ chức đoàn thể trong đó phòng y tế chủ trì phối hợp với trung tâm y tế dự phòng phòng kinh tế hạ tầng phòng tài nguyên môi trường thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ dịch vụ thương mại xử lý chất thải tại các trạm xá bệnh viện nhà máy chế biến nông sản các lò giết mổ đặc biệt là rác thải, chất thải xuống canh tưới, canh tiêu. Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào toàn dân làm vệ sinh môi trường, giữ gìn và sử dụng có hiệu quả nguồn nước sạch của gia đình, khối xóm và duy trì tốt các hoạt động trong đợt phát động. Sáng ngày 18 tháng 5, Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức tập huấn trực tuyến về công tác nghiệp vụ với các sở thông tin truyền thông, phòng văn hóa thông tin và đài truyền thanh cơ sở trên phạm vi toàn quốc chủ trì tại điểm cầu huyện Yên Thành có đồng chí Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng dự có lãnh đạo ngành thông tin truyền thông huyện và công chức văn hóa, cán bộ phụ trách đài truyền thanh 39 xã thị trấn. Các đại biểu về dự đã được tiếp thu 5 chuyên đề, gồm nội dung cơ bản của chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025, Nội dung cơ bản của Thông tư 39 năm 2020 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, hướng dẫn một số nội dung về xây dựng hệ thống thông tin nguồn trung ương, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối các hệ thống thông tin, hướng dẫn an toàn thông tin đối với hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, hướng dẫn việc sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở. Tại buổi tập huấn Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến từ cơ sở liên quan đến công tác thông tin truyền thông nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong việc áp dụng công nghệ 4.0. Ngày 18 tháng 5 tại trường mầm non Mã Thành, Phòng Giáo dục Đào tạo Huyện Yên Thành tổ chức hội thảo mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025. Trong những năm qua, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Thành đã phối hợp tốt, thường xuyên và hiệu quả với các ban ngành, tổ chức, đoàn thể, các địa phương và các bậc phụ huynh triển khai chương trình có hiệu quả, 100% trường mầm non triển khai thực hiện bộ tiêu chí. Tại hội thảo, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi xung quanh các vấn đề trọng tâm, đó là các nội dung, hình thức, phương thức phối hợp giữa nhà trường và gia đình, giữa nhà trường với cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non và các giải pháp để triển khai thực hiện công tác phối hợp có hiệu quả trong thời gian tới. Từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5, huyện Ân Thành đã tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại 15 trên 39 xã có đông dân số, có mức sinh và sinh con thứ ba trở lên cao. Để chiến dịch đạt kết quả tốt nhất, huyện đã tổ chức nhiều các hoạt động truyền thông trước và trong chiến dịch. Đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở tích cực rà soát và lập danh sách các đối tượng để tư vấn, vận động, tuyên truyền. Để cung cấp dịch vụ cho người dân, Trung tâm Y tế huyện đã đưa thiết bị y tế về cơ sở, thực hiện các dịch vụ siêu âm tuyến giáp, siêu âm phú, ổ bụng và nội soi cổ tử cung, vân vân. Kết quả, gần 700 người đã đăng ký và thực hiện các biện pháp tránh thai, siêu âm 230 ca, khám phụ khoa 2.500 ca và đã có 1.150 chị em được điều trị phụ khoa. Trong thời gian tới, các xã thị trấn còn lại sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình cho người dân, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới. Thiết thực kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 5 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Sở Văn hóa thể thao tỉnh đã tổ chức lễ hội Làng Sen năm 2022. Tham gia các hoạt động trong chuỗi lễ hội, đơn vị huyện Yên Thành đã lựa chọn thi tất cả các nội dung: liên hoan tiếng hát Làng Sen, hội thi thể thao sắc sen xứ nghệ và xe tuyên truyền cổ động. Nhờ có thời gian chuẩn bị công phu chú đáo, lựa chọn diễn viên, cầu thủ để tham gia tập luyện, đơn vị huyện Yên Thành cũng đạt được nhiều thành tích cao. Về liên hoan tiếng hát làng sen có hai tiết mục, tháng năm trên quê hương và tiết mục hồn quê nuôi chỉ anh hùng đạt giải A. Về hội thi thể thao đạt ba huy chương vàng, một huy chương bạc, một huy chương đồng ở môn võ cổ truyền dân tộc. Đạt giải C hội thi xe tuyên truyền cổ động trong lễ hội làng sen năm 2022. Đây là dịp để các đơn vị được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đưa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cơ sở ngày càng phát triển, phục vụ đời sống tinh thần của người dân và cổ vũ các phong trào thi đua tại địa phương. Quý vị bà con và các bạn thân mến, chương trình phát thanh hôm nay của Đài Yên Thành xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị bà con và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Mục thông tin quảng cáo. Trung tâm ô tô tải và bus Thaco Nghệ An tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên là một trong những trung tâm quy mô được Thaco Auto đầu tư xây dựng bài bản và hiện đại tại khu vực Bắc Trung Bộ. Trung tâm chuyên cung cấp các dòng xe tải, xe buýt mang thương hiệu Thaco, Kia, Fuso, Futon, Hugo. Chế độ sau bán hàng chúng tôi mang đến các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, cung ứng các vật tư phụ tùng chính hãng thuận tiện và nhanh chóng. Năm 2022, để thuận tiện cho khách hàng ở các vùng xa, Thaco Tải Bus Diễn Châu đã được đưa vào hoạt động tại địa điểm Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An. Sự có mặt của Thaco Tải Bus Nghệ An đã mang đến cho khách hàng tại địa phương và các khu vực lân cận sản phẩm chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp nhất. Để hỗ trợ khách hàng, Thaco Tải Bus áp dụng ưu đãi tặng phiếu nhiên liệu trị giá 6 triệu đồng cho khách hàng mua xe Towner áp dụng đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Ngoài ra, khách hàng mua xe trong tháng 5 được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế trước bạ theo quy định nhà nước với khách hàng đã mua xe Thaco Towner, xưởng dịch vụ Thaco tại Bis Nghệ An áp dụng chương trình tri ân bảo dưỡng sửa chữa, giảm 7% tổng chi phí dịch vụ, áp dụng đến hết 31 tháng 5 năm 2022. Khách hàng quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ, xin vui lòng liên hệ hotline 0933 805 917. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.